Chào mọi người nhé, mọi người ơi, nay mình sẽ quay giới thiệu các bạn với bánh xe chân vàng tám cạnh bên mình cho các bạn xem nhé. Màu này thì các bạn có thể đặt màu sắc của kích màu sắc theo yêu cầu nhé các bạn. Đây, hiện tại thì đây là những màu mình sẵn có. Ngoài ra mình có màu hồng, màu trắng, màu xanh ngọc nữa. Nhưng mình chưa làm được thì mình sẽ up ảnh cho các bạn sau nhé. Đây, ghế này thì các bạn có thể nâng được chiều cao từ 40 đến 55 cm nhé. Đẹp rất chi là dày dặn luôn. Ghế này thì xoay được 360 độ nữa các bạn ạ. Rất hợp với spa full sun này. Trang điểm cũng rất chi là tiện nhé. Các bạn nào mà thích dòng ghế gọn thì có thể linh động đến mua cái dòng ghế này rất chi là tiện lợi luôn. Thôi mình quay một đoạn vậy thôi. Các bạn cần hỗ trợ gì cứ inbox cho shop nhé. Mình cảm ơn các bạn nha.